thì còn cái vấn đề là nghề nghiệp của uh, cái cô mà làm cái nghề là ăn để cho người ta bốc bánh trả tiền ấy. thì chắc chắn uh, nó không phải là cái nghề tránh mạng bởi vì nó liên quan đến cái việc là uh, mua bán uh, thân xác nó không thể nào tránh mạng được Nha. Uh, còn cái nghiệp ấy, thì nó như thế này À, sư đã nói rồi là đừng có cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Ừ. Nó có hai cái vấn đề khi mà một cái người à, lựa chọn làm cái nghề này. Thứ nhất à, là do họ vô minh, ừ, họ nghĩ là cái nghề này kiếm được tiền. À, thậm chí đó, à, có một vài người đàn ông ấy, à, nói là à, thôi đời kiếp sau ờ à, xanh làm nữ nó khỏe à, à, tại vì làm nữ chỉ cần là nằm chỗ là có tiền thôi Đấy. thì cái đó là do vấn đề là vô minh ừ. vô minh mình không có hiểu được à, cái gì là nên làm cái gì là không nên làm cho nên mình mới chọn lấy cái nghề này nó cũng giống như có nhiều người họ à, tự họ chọn thôi Chứ đâu có ai bắt ép đâu à, họ chọn làm cái nghề đồ tể họ chọn làm nông dân họ chọn làm nông họ chọn làm ngư dân đấy thì cái chuyện đó không có ai ép ừ. do mình quyết định mà cái gốc là do vô mình à, còn một cái vấn đề thứ hai thì nó đúng là do nghiệp trong cái nghề này nha chỉ nói cái nghề này thôi nha chứ sư không nói cái khác à, tại sao mà sẽ đề cập tới là do một phần là do nghiệp có một cái khía cạnh khác có một số đối tượng khác là do nghiệp mà uh, không phải là do cái nguyên nhân đầu tiên đó là quý vị biết cái cô mà kỹ nữ mà được thuê 10.000 đồng tiền vàng trong 10 ngày đó đó để nhất kỹ nữ bà rất là đẹp hmm, cái cô kỹ nữ này đó, rất là đẹp bà lấy giá 1.000 đồng tiền vàng không nhiều hơn cũng không ít hơn À, bởi vì à, ít hơn á, à, thì đương nhiên là không có nhận rồi Mà nhiều hơn bà cũng không cần Bà lấy cái giá đó à, Chỉ bởi vì bà cho là cái nhan sắc của bà đó Nó đáng giá đáng, Nó đáng cái giá đó Và Sở dĩ cái nguyên nhân mà bà lựa chọn cái nghề này Đó, đó là do quá khứ Cái cô kỳ nữ này từng là một vị tỳ kheo ni trong ừ. một cái chuyến hành hương à, đi đến à, lễ bái à, lễ bái xá lợi đó thì đang đi như vậy thì cổ thấy một cái bãi à, nước bọt ở bên đường thì do cái à, do cái tư kiến cá nhân à, do cái xích mích cá nhân mà cái cô thị kheo ni này đó nghĩ là cái vị đi đằng trước vừa mới nhổ nước bọt thì cổ mới buông lời cổ chửi là cái con kỹ nữ này đó à, nghĩ nghĩ làm sao mà nhổ nước bọt bừa bãi như vậy Bà chỉ buông cái lời nói như vậy thôi ừ. mà không ngờ không ngờ là cái cô cái vị thì kheo ni lần trước là một vị thánh chính bởi vì như vậy à, sau khi mà thân hoài mạng chung thì cũng đi các cái khổ cảnh rồi cái kiếp nào mà làm người đó thì cứ chọn lấy cái nghề kỹ nữ do hồi xưa mà lỡ đọc mồm đọc miệng thành ra thời nay à, mình có chửi ai đó ha, có chửi ai đó thì coi chừng nha mình chửi người ta là đồ con heo độ con heo thì mình đang gieo một cái kiếp làm heo ở đời sau kiếp khác ừ. à, chỉ có một cái không biết là may hay là à, rủi đó là à, do đời nay nó thánh thì không có đi đầy đường như là hồi xưa Thành ra mình có chửi thì cũng chắc cũng chửi chửi được có phàm thôi à, cho nên cái nghiệp mình nó nhẹ hơn nha. chứ không có đến mức là đời đời sanh ra là làm heo không tới cái mức độ đó nhưng mà cũng sẽ có nhiều kiếp chứ phải ít kiếp nhà nhiều kiếp à, làm heo mà trước đó thì phải đi xuống cổ cảnh đấy tương tự như vậy chửi độ ngu như con bò thì kiểu gì là mình cũng gieo cái kiếp làm con bò ừ à, rồi lỡ chửi mà đồ con bít đấy thì thế nào là cũng gieo cái nghiệp à, gieo cái nghiệp sẽ có những kiếp là làm cái nghề đó thôi ha à thành ra là cái tại sao trong 10 giới đó, cái uh, lại nhắc đến cái chuyện là không có nói cái lời ác độc tại vì khi mà mình ác độc mình nguyền rủa người ta là mình đang gieo một cái kiếp mình sẽ làm cái thứ đó ở cái đời vị lai thành ra tránh được thì nên tránh ha à, người, quý vị có thể nói không tin gì dựa sư dựa vào đâu mà cứ nói nói ghê gớm vậy rồi thêm một vấn đề nữa nè một một cái trường hợp nữa này, à, ngài um, chun lấp anh đá cá, ha. À, mình thường dịch là châu lại bạn đặt ấy, ngài là một vị thánh, à, ngài là một vị thánh, ngài có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, tức là bất kỳ một cái vấn đề gì đó ngài nhìn thì ngài đều có thể suy tư suy ra pháp được hết, ừ, kêu ngài nói pháp là ngài nói từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác không biết mệt. Một bất kỳ một cái vấn đề pháp nào Một cái câu kinh nào Ngài đều có thể giải nghĩa ra nhiều cách khác nhau Nhưng mà Ngài lại bị một cái nghiệp Đó là Ngài nhớ không nổi Ngài không có khả năng nhớ Dù chỉ là một bài kệ sáu câu Tức là Cái trí thông minh của Ngài Đủ để Ngài phân tích ra vấn đề Ngài nhìn bất kỳ một cái gì Ngài đều có thể liên tưởng đến Phật Pháp Không có ai có thể chiến thắng về mặt biện luận đối với Ngài Vậy đó mà Ngài không nhớ kinh nổi không nhớ nổi lạ ha không nhớ được à, cái nghiệp cái nghiệp của ngài đó là do quá khứ ngài là một vị đa văn ngài thuộc kinh ghê lắm ừ, nhưng mà chính bởi vì như vậy đó ngài à có buông cái lời là chê ha, buông cái lời chê à, một cái vị tỳ kheo già để rồi đó do là vị này học kinh hoài không có thuộc mình học kinh mình thuộc cả bụng mà nhiều quá mà còn cái gì đâu học hoài không thuộc vì nó mới buông những cái lời đấy để cho vị tỳ kheo này mắc cỡ rồi bỏ luôn là khỏi học nữa chính bởi vì cái nghiệp đó chính bởi vì cái nghiệp đó thành ra đời sao sanh ra ngài giỏi thì đúng là giỏi đó nhưng mà kinh ngài thuộc không nổi à, À, tương tự quay trở lại vấn đề đó cái 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 nghiệp này đó cẩn thận nếu như mà do nghiệp thì đó là do cái khẩu nghiệp của mình ừ, mở miệng ra nói cái con này con kia coi chừng rồi còn cái chuyện mà mình làm cái nghiệp này có tạo uh, cái quả báo gì đời sau hay không thì sư xin thưa là quý vị đặt dùm giùm... trả lời dùm sư ha mình làm cái nghề này đó là quý vị làm bằng cái tâm gì á à? tâm tham ái hay là uh, từ bi hỷ xã như là không được rồi đó uh, bớt giỡn đi ha bớt giỡn đi làm bằng tâm tham ái ừ. thì cái tâm tham ái đó là thiện hay bất thiện cái thứ nhất cái thứ hai khi mà trong cái quá trình giao dịch ha, trong quá trình giao dịch thì cái quá trình đó là quá trình sử dụng cái tâm thiện hay tâm bất thiện à, đấy, Tâm bất thiện, tâm tham ái Dùng cái tâm gì? Tâm tham ái à, Tâm tham dục Mà cái tâm tham dục đó là tâm tham dục nó đi đến cái mức độ là nó Nó tràn đầy, à, dùng trong kinh dục của từ nó tràn, nó viên mãn, nó tràn ra đó Đấy, rồi Thì như vậy đó, mình Làm một cái nghề mà sử dụng bằng cái tâm tham dục mình lại kích thích cái lòng tham dục của người khác mà trong quá trình hành nghề thì nó lại làm cho cái tâm tham dục tăng trưởng thì quý vị nghĩ nó tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện ừ. thành ra chắc chắn là nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện cho đời sau kiếp khác à, còn quý vị mà hỏi cái nghiệp đó mà tạo những cái nghiệp cụ thể gì đó thì khó nói lắm tại vì nghiệp và quả của nghiệp là không thể nghĩ bàn à, nhưng mà sư có một vài cái gợi ý à, bởi vì có những cái nghiệp liên quan ha có những cái nghiệp liên quan ví dụ như đi địa ngục cánh đấu được cánh không được à, đi ngạo quỷ rồi làm súc sanh đấy rồi à, những cái kiếp nào mà xanh làm người đấy thì à, sẽ bị nhiều người ghét nhiều người ghét à, rồi à, xấu xí à, cơ thể thì nó xấu xí ừ. thì đại loại là có những cái nghiệp nó, nó nó tương ứng như vậy quý vị có thể tham khảo cái nghiệp tài dâm à, những cái quả báo của nghiệp tài dâm à, Tuy nhiên à, nó không chưa đến mức là phạm cái giới tài dâm nhưng mà cái quả báo á, tham khảo cái quả báo thì nó cũng giống gần giống như vậy nhưng mà ở cái mức độ là nhẹ hơn ha, nhẹ hơn thôi chứ không phải là mình không có tạo nghiệp đó nhẹ hơn